gió quá bồng hai anh chịu không nổi luôn kìa. Toàn bộ anh em đam mê diều sáo trên toàn quốc nha, hôm nay tại sân bay câu lạc bộ Dĩ An Bình Dương, anh em được tận hưởng những cái hương vị của cái chiều gió đẹp. Hôm nay Hải Âu quyết định mang em 5m1 ra để thử sức chịu đựng của nó, xem nó đi đến đâu và về đâu. Để quay những thứ này. 4 giờ rưỡi, 2 giờ. Nói chung là đó là về thời tiết. Còn hôm nay Hải Âu test con diều 5m1 này đấy, mang bộ phòng ban D100, một dòng nhạc bất thủ của mọi thứ lạ, một dòng nhạc bất thủ của mọi thứ lạ, từ tuổi trẻ cho đến già trẻ đều phải ưa thích hết. Đây, cô Sáu, nãy mà toàn nói đây, cô Sáu khủng. Sao này? Đây, ê. Rưỡi. Nãy bác Toàn nói bao nhiêu mà giờ nó 5m1/2. À, giống cái quạt ghê chưa? Ly khủng luôn hả? Ly tà cha bá luôn ha. Có 10.000.
Diều quá to mà. Gió lớn quá mà bọc chịu không nổi. Gió quá. Gió quá bọc hai anh chịu không nổi luôn kìa. Trời gió nè. Ôi ôi.